Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần mềm ngân hàng luyện thi trung học phổ thông môn tiếng Anh. Đây là một phần mềm luyện thi nằm trong cái nhóm các phần mềm luyện thi trung học phổ thông quốc gia dựa trên cái công nghệ ngân hàng câu hỏi EQB. Tôi xin nhắc lại là mỗi một cái phần mềm này là dựa trên một cái ngân hàng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn phục vụ cho cái việc luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Thì phần mềm ngân hàng câu hỏi luyện thi môn tiếng Anh dành cho đối tượng là các giáo viên trung học phổ thông đang đang làm công việc là hàng ngày là luyện thi dạy cho học sinh chuẩn bị thi cái môn tiếng Anh. Đây là giao diện chính của phần mềm. Thì ở bên trái màn hình là cái hiện lên tên của của giáo viên đó. Chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta có thể tạo ra các giáo viên mới. Cái chức năng này nó chỉ có tính chất là hiển thị tên của giáo viên tại vị trí này, và khi mà khởi tạo ra các cái lịch kiểm tra thì nó sẽ hiện tên giáo viên ở đó. Bên phải là 8 cái chức năng chính của phần mềm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái chức năng này. Tôi sẽ nói thêm là ngoài 8 chức năng này ra thì phần mềm còn có những chức năng phụ hơn, ví dụ đây là các tính năng liên quan đến cho phép mở in và in để kiểm tra và làm bài trực tuyến để kiểm tra. Ở góc bên trái này là cái nút dùng để xem thống kê các câu hỏi hiện có trong ngân hàng câu hỏi hiện thời. Bây chúng ta hãy cùng nhau xem thử lần lượt xem cái lệnh chính này. Đầu tiên là lệnh nhập câu hỏi. Đây là cái lệnh cho phép giáo viên là trực tiếp nhập câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi hiện thời. Cụ thể ở đây là ngân hàng câu hỏi môn môn tiếng Anh. Đây là giao diện nhập câu hỏi chính trong phần mềm này. Đây chính là giao diện nhập câu hỏi chính trong cái loạt cái bộ phần mềm EQB của công ty Sconet. Chúng ta có thể chuyển đến câu hỏi bất kỳ ở đây, hoặc có thể bấm vào đây chúng ta chuyển đến câu hỏi bất kỳ, và chúng ta có thể chỉnh sửa lại câu hỏi đó. Chúng ta có thể xóa câu hỏi, tạo mới câu hỏi, chỉnh sửa câu hỏi đó. Ví dụ tôi sẽ vào tôi xem câu hỏi này, tôi vào xem tôi có thể chỉnh sửa như sau. Bấm bấm vào nút sửa. Chúng ta sẽ vào một cái trang, một cái giao diện dùng để chỉnh sửa cho một câu hỏi. Nó gồm có những tab sau đây: tab thông tin gồm có tên câu hỏi, thời gian thực hiện, đây là các cái phân loại nội dung câu hỏi ngắn hay câu hỏi dài, trắc nghiệm, điển khuyết, cầm đôi hay là tự luận. Phía dưới này là những cái phân loại riêng cho kiểu trắc nghiệm và cho kiểu tự luận. Ở cái tab phân loại là các thông tin thuộc tính như là lý thuyết hay là bài tập, mức độ khó dễ của câu hỏi, dễ, trung bình hay là khó. Ở đây là cái tab mà để nhập cái thuộc tính năng lực của câu hỏi. Còn đây là cái tab dùng để nhập cái kiến thức của câu hỏi. Trong phần mềm đã nhập sẵn một cái mã trận kiến thức tương đương với cái kiến thức mà học sinh sẽ được học để luyện thi trung học phổ thông. Ở cái tab nội dung là chúng ta sẽ nhập nội dung cụ thể của câu hỏi. Thì cái nội dung này, cái hình thức của câu hỏi này nó sẽ phụ thuộc vào cái kiểu câu hỏi ở đây. Ví dụ như đây là chính là đây là màn hình chúng ta sẽ nhập câu hỏi ở dạng trắc nghiệm. Bên trái là nội dung chính câu hỏi, bên phải là các đáp án. Chúng ta có thể nhập cho phép nhập từ 1 đến 9 đáp án. Đến đáp án 1, đáp án 2, phương án 3, phương án 4. Ở đây phương án nào đúng chúng ta sẽ bấm bấm vào đây để chọn phương án đúng. Đây là phương án 1, là phương án đúng đây. Đây là cái lựa chọn cho phép hoán vị các cái đáp án này. Chúng ta nhập xong, đây là cái tab đáp án. Cái đáp án nó có ý nghĩa khi chúng ta nhập câu hỏi tự luận. Đáp án này dài nên chúng ta muốn nhập chi tiết để giải cho cái bài tập này, cho câu hỏi này. Chúng ta làm xong chúng ta bấm nút cập nhật và bấm nút thoát thoát ra. Đây, ở đây ở cái chức năng này phần mềm có cái tính năng nữa là nhập trực tiếp từ text editor. Phần mềm cho phép chúng ta có thể nhập nhập câu hỏi trực tiếp. Chúng ta chọn lựa chọn cái chủ đề kiến thức, lựa chọn các tham số ở đây và bắt đầu. Sau đó chúng ta sẽ có thể nhập câu hỏi từ một cái trang soạn thảo như là văn bản Word chẳng hạn.
Khi nhập câu hỏi ở trong cái trang này, chúng ta sẽ phải tuân thủ đúng cái cú pháp để phần mềm nhận biết được các cái câu hỏi. Cú pháp này nó rất là đơn giản. Đề nghị chúng ta cùng nhau xem lại cái cách thức nhập câu hỏi này ở trong các cái tài liệu sử dụng phần mềm EQB. Chúng ta phát ra tính năng thứ hai là nhập chủ đề kiến thức. Phần mềm cho phép chúng ta vào xem lại các cái chủ đề kiến thức có sẵn trong ngân hàng câu hỏi này và cho phép người sử dụng có thể thay đổi, thêm bớt, chỉnh sửa. Như vậy là tính năng này cho phép là nếu trong tương lai mà Bộ Giáo dục Đào tạo có thay đổi cái chủ đề, thêm bớt các chủ đề để mở rộng hay là hạn chế lại cái phạm vi kiến thức mà học sinh cần phải học ấy, chúng ta có thể thay đổi ở đây. Thì các cái chủ đề kiến thức sẽ gồm có hai loại, một loại là chủ đề kiến thức tiêu đề, đây thấy là có cái nút đỏ, hai là chủ đề kiến thức lõi. Thì chủ đề kiến thức lõi chính là cái chủ đề kiến thức chính mà mỗi câu hỏi phải được gắn với một chủ đề kiến thức lõi. Còn chủ đề kiến thức tiêu đề nó là chúng ta chỉ là cái folder dùng để lưu trữ các cái chủ đề kiến thức lõi. Chúng ta tạo xong bấm nút cập nhật và xóa thoát ra. Tiếp theo chúng ta được phép nhập mới và chỉnh sửa các cái mẫu đề thi. Đây là phần rất quan trọng. Ở trong phần mềm chúng tôi đã tạo sẵn ra những cái mẫu đề thi mà bộ đã sử dụng trong thời gian qua. Chúng ta có thể chỉnh sửa hoặc là thêm bớt, nếu mà cái bộ mà thêm bớt cái mẫu đề thi đó chúng ta có thể chỉnh sửa ở đây. Muốn tạo mới chúng ta bấm nút là chúng ta bấm vào cái folder này và bấm nút tạo mới. Nếu chúng ta muốn sửa chúng ta bấm vào đây và cái mẫu của chúng ta sửa bên này. Sẽ gồm có những thông tin. Đây là cái trang thông tin chung gồm có là tên trường, tên giáo viên, tiêu đề trên, tiêu đề dưới và mô tả chi tiết. Ở cái tab nội dung chúng ta sẽ chỉnh sửa cái sơ đồ test, tức là cái sơ đồ mà cái mẫu để kiểm tra nó có chỗ nào là còn ngắn, chỗ nào là câu hỏi dài, thuộc những cái kiểu gì. Ở đây có rất nhiều các cái thông tin để nhập cái sơ đồ test này. Đặc biệt có một cái thông tin là cách nhập sơ đồ test bằng ma trận đề. Thì hiện nay đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục Đào tạo, yêu cầu các giáo viên chúng ta phải tạo để kiểm tra bằng ma trận đề. Đây là một cái tính năng rất là mạnh của phần mềm. Chúng ta làm xong bấm nút đồng ý để chúng ta bấm nút cập nhật và bấm nút thoát. Cái nút thứ ba, chức năng tiếp theo là chức năng tạo đề kiểm tra nhanh. Đây là cái tính năng rất là hay, cho phép mà giáo viên chúng ta khởi tạo nhanh một cái đề kiểm tra từ một các cái mẫu đề kiểm tra có sẵn trong phần mềm. Ví dụ tôi sẽ chọn cái mẫu đề kiểm tra là thi trung học phổ thông quốc gia chẳng hạn. Tôi tạo một cái đề kiểm tra có tên dự lấy là thi thử ba chẳng hạn, thì nó tạo ra một cái đề kiểm tra có cái tên là thi thử ba và cái đuôi là chấm QBT. Đây chính là cái đề kiểm tra. Chúng ta chỉ cần bấm nút thực hiện, phần mềm sẽ tự tạo nhanh ra cái đề kiểm tra đó rất là nhanh. Phần mềm sẽ khởi tạo. Mà khi khởi tạo xong thì chúng ta có thể xem. Bấm là để xem cái đề kiểm tra đó trước khi chúng ta in ra lên giấy. Bản thân cái đề kiểm tra là file QBT, chúng ta có thể dùng lại ở rất nhiều nơi. Ở rất nhiều nơi khác trong những ứng dụng của phần mềm EQB của công ty Schoolnet. Ví dụ như chúng ta có thể dùng các cái phần mềm là để mở cái đề kiểm tra đó ra để cho học sinh làm bài online, làm bài trực tiếp, hoặc chúng ta có thể đây chúng ta có thể in ra bất cứ lúc nào, in ra giấy hoặc chúng ta chuyển sang xuất ra file Word. Chúng ta đang xem cái quá trình phần mềm hiển thị cái đề kiểm tra đó mà tôi vừa mới sinh ra, phần mềm vừa mới sinh ra ngay trên máy tính đó. Thế đây chính là cái đề kiểm tra mà phần mềm đã tạo ra cho cái đề kiểm tra. Như vậy nó có đủ tất cả các cái mục theo đúng cái mẫu. Chúng ta có thể phóng to để quan sát, hoặc chúng ta có thể đẩy ra file Word, đẩy ra là file Word, là file doc hoặc là file doc Excel. Đó. Hoặc chúng ta có thể in trực tiếp bằng nút này. Chúng ta làm xong bấm nút này để thoát ra. Thoát. Tiếp theo là cái tính năng rất cơ bản, tính năng là tạo đề thi trực tiếp theo 6 bước của phần mềm. Ở bước 1 chúng ta nhập tên file thi tiếng Anh. Cũng như vậy, cái phần mở rộng của file điểm tra bắt buộc phải là QBT. Chúng ta có thể nhập trực tiếp theo sơ đồ test hoặc chúng ta nhập theo mẫu tùy chúng ta.
chúng ta sang nút thứ hai, mình tiếp tục. Ở bước 2, chúng ta nhập các thông tin thêm, ví dụ như là tiêu đề trên, tiêu đề dưới, tên trường, tên giáo viên, và chúng ta nhập cái mô tả ngắn cho cái đề kiểm tra này. Ở bước thứ 3, chúng ta nhập các thông tin, nhập thông tin sơ đồ test như chúng ta đã biết ở cái lúc nãy. Ở bước thứ 4, chúng ta nhập các thông tin như là thang điểm của cái đề kiểm tra, thời gian làm bài, cho phép dừng hay không, bình quân điểm hay không, phương pháp tính điểm và mật khẩu để kiểm tra nếu chúng ta muốn tạo mật khẩu cho đề kiểm tra. Sang bước thứ 5, chúng ta nhập các thông tin lựa chọn khi in. In điểm hay không, in thẻ giáo viên hay không, in tiêu đề dưới, tiêu đề trên hay không, in chu giải câu hỏi hay không. Và đặc biệt là chúng ta nhập thông tin cái log file. Log file là cái file mà khi học sinh dùng phần mềm của công ty Schoolnet mà kiểm tra trực tuyến, trực tiếp cái điều tra này, thì kết quả của học sinh đó sẽ được lưu vào cái log file này. Và ở cái bước cuối cùng, chúng ta có thể rà soát lại một lượt nữa tất cả thông tin về để kiểm tra này trước khi chúng ta in ra. Chúng ta có thể xem lại từng câu một, có thể chỉnh sửa cái nội dung, thay đổi cái chủ đề và kỹ năng. Chúng ta có thay đổi cái thời gian thực hiện, nhập cái số dòng viết lời giải, nhập thay đổi lại cái hình thức lý thuyết hay là bài tập, mức độ khó dễ. Thậm chí chúng ta có thể nhập chi tiết từng câu hỏi một, chuyển câu hỏi trực tiếp từ ngân hàng câu hỏi vào để kiểm tra này nếu chúng ta muốn. Khi mà chúng ta sửa xong 4 nút kết thúc, phần mềm sẽ tự động sinh để kiểm tra. Và lần này thì kiểm tra sẽ được mở ra, hiện ra ở đây. Và khi đó chúng ta có thể làm bài online, làm bài trực tuyến, hoặc là chúng ta để in ra, chúng ta xem, trước khi xem là chúng ta in ra giấy. Đó, thì đây là cái lệnh tạo đề thi chính, của chức năng chính nhất của phần mềm dùng để khai thác ngân hàng câu hỏi hiện có. Như vậy, phần mềm ngân hàng câu hỏi luyện thi môn tiếng Anh là phần mềm cho phép giáo viên chúng ta là khai thác, quản trị và khai thác hoàn chỉnh một cái ngân hàng câu hỏi có sẵn. Hơn 3.000 câu hỏi đã được nhập sẵn trong phần mềm, và người giáo viên đó được quyền bổ sung thêm câu hỏi cho nó hợp lý hơn, cho nó để chúng ta thấy là nó có chúng ta phóng to lên một chút để nhìn nó dễ, và chúng ta có thể xuất ra uộc và in ra giấy. Tiếp theo nữa là một cái lệnh rất quan trọng, rất hay, là lệnh cho phép chúng ta in sách câu hỏi hiện có trong ngân hàng câu hỏi ra máy in, hoặc ra giấy, hoặc ra file uộc. Cái việc in này là có thể chúng ta đặt ra các đây này, là không những là vừa in mà có thể xem lại từng câu hỏi một, xem lại và chỉnh sửa từng câu hỏi một. Cái in này có thể cho phép chúng ta in toàn bộ hoặc là đặt bộ lọc. Ví dụ tôi đặt bộ lọc mà theo tôi chỉ đặt tôi muốn đặt bộ lọc theo cái phần phonetic thôi chẳng hạn, tôi bỏ cái phần này đi, ví dụ thế nhé. Đấy. Và như vậy là chỉ còn lại có 61 câu hỏi là phần phonetic thôi. Nếu nút đồng ý thì phần mềm sẽ hiện ra trên này là chỉ 61 câu hỏi thôi, và bây giờ chúng ta có thể in ra cái 61 câu hỏi này. Đấy, thì đó là cái lệnh xem nhanh và in câu hỏi ra, in câu hỏi từng ngàn câu hỏi ra máy in hoặc ra giấy, hoặc là ra file uộc. Và cuối cùng là một lệnh cũng rất hay nữa, lệnh là luyện thi trực tuyến. Lệnh này cho phép là giáo viên ở trên lớp có thể cùng với học sinh chúng ta cùng nhau làm những bài tập luyện đơn giản, làm theo từng câu một đơn giản ở trên ngay trên máy tính. Ví dụ tôi chọn cái chủ đề kiến thức là phonetic, và ở đó tôi bấm nút tiếp tục, phần mềm sẽ lập tức tạo ra các cái nguồn câu hỏi về phonetic và sẽ hiện ra trên hình từng câu một, và giáo viên học sinh cùng nhau làm những câu hỏi này. Đây là cái trang chúng ta có thể xem và làm từng câu hỏi một. Đây tôi chọn cái phương án, và đây là cái hình thức luyện tập, cho nên là học phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Bấm đây kiểm tra đúng hay là sai, ta báo ngay, và ta sẽ bấm nút này để làm tiếp. Đó. Nếu mà không rõ chúng ta bấm nút câu hỏi là để xem đáp án nào, hay là đáp án C, chọn đáp án C, vậy là kiểm tra. Đó, đúng rồi. Chúng ta có thể làm lại được. Tôi bấm nút này, tôi làm sai.
Tôi thấy tôi có thể làm lại được 4 lần, tôi đã làm lại cái bài đó, kiểm tra sai rồi, nó xem là đúng đó. Và đây là cái tính năng cho phép mà giáo viên và học sinh cùng nhau ôn luyện cái việc thi trung học phổ thông quốc gia bằng cách là chúng ta làm từng bài từng câu một ở trên màn hình. Khi làm xong chúng ta muốn thoát ra, thoát, và khi muốn thoát hẳn ra khỏi phần mềm chúng ta bấm nút thoát.